có những sản phẩm này có thể là anh em mua được nha. Hôm nay Tâm sẽ xả 4 con trong salon của mình. Con đầu tiên mà Tâm định xả là con Dawoo Venta đời 2010. Xe được sở hữu là màu bạc, xả cho anh em là 150 triệu nha. Xe này hôm đó Tâm bán tới 160 mấy triệu lần á. Là tính là kiếm lời 10 triệu, hơn 10 triệu á. Giấy tờ nữa là còn kiếm lời 10 triệu nhưng mà nó chậm, với lại nói chung là trong kinh doanh mà nhiều khi có cái mình cũng phải xây sở để còn trang trải nữa. Tâm xả 150 triệu cho anh em bà con. Không phải là vì một cái lý do gì hết á, nhưng mà nguyên do thứ nhất là vốn mình xây không có kịp, vốn lưu động mình xây không kịp. Thứ hai nữa là cái xe này nó nằm trong kho cũng lâu rồi, cũng hơn tháng rồi. Nhưng mà sao không hiểu sao nó kém duyên hay là như thế nào mà nó đẹp lắm. Nước sơn bên ngoài là rất là bóng. Ví dụ như chỗ này đi, Tâm lao một cái thôi là nó bóng ngáo luôn nè anh em thấy không? Bóng ngáo luôn. Nước sơn nó bóng từ đầu tới cuối luôn, không có mớp méo, không có đâm đụng, không có trét bọt gì luôn. Nên anh em nhìn nè. Xương đồ ha. Cửa nẻo đồ đẹp băng luôn. Chốt cho anh em 150 triệu. Đây là thu hồi vốn nha. Mong anh em không mua thì để cho người khác chốt chứ đừng có bớt nha. Nếu bớt nữa là thua luôn ha. Nói vậy anh em đủ hiểu Tâm rồi nha. Vỏ thì còn mới khoảng 70-80%. Đăng kiểm thì tới 2022 mâm đúc. Thân vỏ bên ngoài thì đẹp. Biển số 79A10033. Máy rin Imru. Máy im lắm, chạy rất là ngon, chạy như ý luôn, không có phải mà nghe cái gì hết á. Nói chung xe chạy ok lắm. 150 triệu. Thiệt, có đôi lúc có những lần Tâm mua Genta này 160, 170, 175, 180 luôn á. Nhưng mà cũng tùy theo từng lúc và tùy theo tình huống và tùy theo chiếc xe. Cái xe này không hiểu sao, với lại mình hay để trong kho nè, nên khách không có biết được mình có một cái con sản phẩm như vậy nên nó chậm. Thì bây giờ sẵn nó nằm trong đây mà cái bãi ngoài là hết chỗ đậu rồi. Mà để đây thì phải view lên để anh em bà con cả nước này mới biết được là mình còn con xe đời 2010 màu bạc. Điều xe dễ thương, dễ chịu, không mọc mọt, không đâm đụng và không tai nạn. Cái lòng dè mà còn đẹp vậy nè anh em. Đó, mà chỉ có 150 triệu thôi. Tâm bảo đảm với anh em xe này nếu như mà kém duyên hay là không có duyên gì đi chăng nữa, nhưng là với một cái mức giá này là bằng cái mức giá Tâm đi nhập vô luôn. Hồi nãy anh em cũng mới chào Tâm một con đời 2009 màu trắng mà chào Tâm là 150 triệu còn dướng cà phê nữa, thì anh em nghĩ đi, Tâm nhập vô nhập điên lắm, có khi là 150, 160, 165 Tâm vẫn nhập hết á. Nhưng mà con xe này là Tâm đang bán một mức giá là điên rồ luôn, là 150 triệu không thể nào rẻ hơn được nữa. Bao cho anh em bà con luôn, nếu anh em bà con mua được con xe ở chỗ nào mà nó đều như vậy, mà nó đẹp như vậy, mà 150 triệu á, Tâm chịu trách nhiệm cho anh em bà con luôn. Không có, tại Tâm làm nghề Tâm biết cái này là chuyên luôn. Còn nhiều khi anh em mua được cái xe của dân nó rẻ thì không biết như thế nào. Nhưng mà nếu như mà Tâm đích thân đi mua con xe này của anh em nghề á, là người ta bán cho anh em, Tâm là con xe này phải từ 145 đến 150 để có xe mà Tâm mới mua được. Về còn dọn dẹp nữa chi, còn đánh bát, còn tút, còn rửa ráy, còn các kiểu nữa chi, còn mảng giấy tờ hồ sơ nữa chi. Bởi vậy nên anh em chốt cho anh em bà con là 150 triệu không thương lượng nha. Mong anh em đừng có trả giá nữa, trả giá nữa là không có mua được đâu. Xe đẹp lắm, đều lắm, dễ thương lắm. Điều văn à, máy móc đẹp, nội thất đẹp. Cho anh em coi nè, cửa nẻo là keo chỉ là đủ hết, không có mục, không có rớt cái phần nào hết á. 150 mà không mua nữa xe đâu mua. Nè. Cho anh em coi nè. Tấm bi đẹp căng luôn chứ đâu phải xấu đâu nè, keo chỉ nè. 150 triệu, đừng có trả giá nữa nha, trả giá là thua luôn. 150 triệu mà nếu anh em bà con muốn rút hồ sơ thì hỗ trợ 2 triệu Tâm rút hồ sơ cho nha. Là 152 triệu bao rút hồ sơ. Còn nếu mà như vậy là bán 150 triệu nè, là chỉ bao ký giấy tại văn phòng công chứng thôi. Còn muốn rút hồ sơ là thêm 2 triệu. Ngay chỗ này là nó bị sừ một miếng da, anh em về bọc lại nguyên bộ ghế này là tại cái chỗ bọc da là như ở Bình Dương này, nó lãnh Tâm 2 triệu nha. 150 triệu cho con Dawoo Venta đời cuối 2009 và đầu 2010. Máy móc thì im ru, chạy ngon, mâm đúc vỏ mới. Đăng kiểm còn tới 2022. Máy lạnh rất là tốt, máy lạnh ok luôn. Giá này là có thể đi mua vô cũng là mua giá này luôn nha anh em, chứ không có mà được có rẻ đâu nha, không có rẻ đâu. Máy lạnh tốt nè, để vô vậy là nghe buốt tai luôn, là máy lạnh rất là tốt. Về thì anh em muốn thì đi bọc da lại, còn không muốn cứ để y vậy đang xài tốt. Bộ ghế sau thì mới tinh, bộ ghế trước thì nó có rách một miếng ngay đó. Bộ ghế sau thì mới tinh nè. Chúng ta quay cho anh em coi. Này cũng không phải rách đâu, để về vẫn xài được, nó tróc lớp da bên ngoài thôi. Đó, 150. Nếu mà bớt nữa là thôi nha, khua luôn, đừng có bớt. Nếu mà anh em có ý định muốn bớt thì đừng có điện thoại ha, Tâm không có bán đâu. Cứ y 150 này thì điện thoại cho Tâm đi, Tâm không phải chảnh hay là phản phải gì hết á. Ở đây là một cái mức giá này là hứa luôn, thu hồi vốn không có 1.000 nào trong đây hết á, hoặc là lỗ công nữa đó. 150 triệu rất là đẹp, thấy keo chỉ không? Đừng có trả giá nha, 150 triệu nữa mà trả giá 1.000 nào cũng không bán nữa.
trả giá là lỗ, ký giấy ký tờ nữa cũng lỗ tiền ký giấy rồi. Anh em về anh em bọc cái da này lại, còn mấy là để vậy vẫn xài được nha, vẫn ngon, vẫn được. Nhưng ngon thì không phải ngon đâu, nhưng mà vẫn được, nó chưa có ướt nước hay là chưa có gì hết á. Về giặt sơ đi, còn nếu muốn ngon nữa bỏ ra 2 triệu chứ nhiêu, ở đây Tâm bao 2 triệu chứ nhiêu. Còn em bà con thích thì Tâm đi bao giùm cho, ba có dịp Tâm đi Bình Dương Tâm bỏ Tâm bao giùm cho anh em, nó lấy 2 triệu 2 triệu 2 gì đó vừa rồi, nó bao hình như là lấy 2 triệu đó, từ 2 triệu đến 2 triệu 2 thôi chứ không bao giờ quá nữa, nhưng mà Tâm lãnh cho anh em luôn cũng được nữa đó. Anh em bà con thấy không, keo chỉ đủ y hết, không phải là một cái dạng tào lao đâu, dạng được đó. Cái giá này là Tâm đi nhập vô 155 triệu luôn, vừa rồi nhập của anh em cứ 155 155 không, về bán 160 mấy bao hồ sơ cũng kiếm được vài triệu. Nhưng mà cái xe đẹp lắm nè, nếu mà ngày hôm nay xả giá 150 mà anh em không mua nữa là bắt đầu đem ra dọn đẹp ken luôn, là bán giá khác nha, chứ không bán giá này nữa. Cái xe này nó như vậy luôn nè, 150 là đây là mức giá thu hồi vốn, hứa luôn, hứa luôn không có lời 1.000 trong đây luôn nha. Đó, để anh em nói là chắc ăn lời phải bớt mới mua, còn nếu anh em nào có ý định bớt thì xin thông cảm là khỏi điện ha, tại điện Tâm đâu có bán đâu, điện chi mất công ha. 150 rút hồ sơ thì phụ 2 triệu là 152 triệu, 6 cái cửa là chưa mở cửa nào hết, bao cho anh em luôn. Máy chạy ngon, không hú không giọng không kêu gì hết, máy lạnh tốt, con số ngon. Chú đâu á, chờ chờ anh chút nha. Đó anh em thấy không, rất là đẹp ha, 150 triệu hết giá, bao ok cho anh em luôn nha, ngon bổ rẻ, 150 triệu không mua đâu ra đâu. Đây đang xả thôi, đang cần ít tiền để xây xây cho anh em đỡ vật vả thì xả thôi, chứ mà nó xây được tiền là không xả nữa. Xả giá này cực rẻ rồi anh em, này là Tâm đang đứng ủy quyền ha, đang đứng ủy quyền bao cho anh em luôn nha, rất là đẹp, rất là chuẩn men, như ý luôn, đẹp lắm. Đây nè, cái thùng đẹp không, thùng rất là đẹp, máy Imru, bánh xe cua đầy đủ, bánh đúc luôn, bánh xe cua bánh đúc luôn, đồ ngời đầy đủ, nói chung đẹp lắm, không phải tàu lao mới lao đâu, thùng đẹp lắm nè, thấy không, thùng rất là đẹp. 150 triệu chỉ bán hôm nay thôi nha, hôm nay với ngày mai thôi, còn nếu mà xây được tiền rồi không bán nữa, tại vì giờ bán giá 150 triệu này xong đi mua lại 150 triệu nữa cũng vậy à, về dọn dẹp nữa, xe này dọn sẵn rồi đó, máy Imru luôn, máy lạnh tốt, máy lạnh rồi bật số 1 thôi là nghe buốt luôn, nghe hơi nước luôn á, qua lăng cần số nè. Xe chạy 223.000 nha anh em, không tua trả đồng hồ nha, cần số đẹp, qua lăng đẹp, máy im rin, nội thất đẹp. Nhiều khi cái xe như vậy Tâm bán 160 mấy không á, kiếm 10 triệu á, 10 triệu hơn á, xe này là không có lời ngàn nào hết á, tại vì nó ở đây cũng chậm rồi, lâu rồi, đang định có ý định là xả vốn nè. Còn nếu anh em nào điện thoại mà bớt giá thì Tâm sẽ không có bán đâu. Chốt cho anh em là 150 triệu, hồ sơ giấy tờ là tính riêng nha. Đây là một cái giá nhập vô rồi, bây giờ xả ra luôn, bao đẹp luôn, không có một vết mục nữa, không rò rỉ, không đổ hơi và không đổ khói nha. Buồn quá à. À, hai anh em đi kiếm gì làm miếng anh em, tí anh cho lọc về cho mấy nhỏ vậy hả, chờ anh xíu anh bán cái xe này cái sáng giờ khách. Cái máy khu ren luôn anh em ơi, keo chỉ đủ nha, không mắc phân nào hết, để mai anh đi mua cái Innova kia về anh chốt rồi. Innova 208 đẹp lắm, xe dưới Bình Dương á, xương ngang xương đầu nè, nghiêm chỉnh luôn đó anh em thấy không, đèn đuốc đẹp, máy khô ren không có rò miếng nhớt luôn nha, máy khô ren và im, đang mở máy lạnh nha, xe này tắt máy lạnh là nổ im lắm, bình ắc quy khô rồi, bình nước bình nhớt gì đẹp hết ha, máy khô ren luôn em, 150 triệu không phải nào rẻ hơn được đâu nha. Đây là giá sập sàn rồi, đang thu hồi vốn á, không có ngàn nào lời đâu. Nếu anh em nào chốt quá thì hãy gọi ngay cho Tâm ha, 0917215512, xe 79A10033 Dawu Gentra cuối 2009 và đầu 2010, thân vỏ mỏng đẹp từ đầu tới đuôi đẹp lắm, chỉ có cái mấy cái ghế về muốn bọc lại bọc, không bọc lại để vậy chạy cũng được. Tháng đẻ mâm đúc vỏ mới, đăng kiểm qua 2022, vậy thôi chứ còn có nhu cầu gì nữa đâu, vậy thôi là cũng đủ ăn thua rồi ha. Anh em mà có yêu thích thì gọi ngay cho Tâm nha. Tâm chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Số điện thoại Tâm lúc nào cũng để trên là 0917215512 ha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ạ.